Rồi, xin chào tất cả em học sinh và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái tập 16 và tập 17 thì thầy đã hệ thống lại các công thức tính toán cơ bản nhất của môn hóa học và nó liên quan chủ yếu ở phần vô cơ. Vô cơ hay hữu cơ thì chúng ta đều áp dụng các công thức đó cho em hiểu nha. Nhưng mà ở trong phần hữu cơ á, thì nó lại có một số công thức rất đặc trưng. Để chúng ta có thể đi tìm cái công thức phân tử của hợp chất hữu cơ, nên thầy sẽ làm riêng cái clip này để chúng ta nắm được không nào. Chứ còn ở trong tập 16 và tập 17 thì các công thức tính số mol, khối lượng, thể tích, nồng độ, khối lượng riêng, vân vân và vân vân, thì cả vô cơ hay hữu cơ là đều sử dụng các em nha. Còn thầy làm riêng một cái mảng cung cấp các cái phần công thức để mà đi tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Ở trong chương trình lớp 9 và chương trình lớp 12 chúng ta rất rất hay áp dụng để chúng ta đi tìm các cái công thức của hợp chất hữu cơ. Từ đó chúng ta có thể viết công thức cấu tạo, hoặc là đồng phân, hoặc là gọi tên các kiểu đại biểu trong đó ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi các công thức này. Thì thông thường về hóa hữu cơ ấy, nghe nói một xíu này. Trong hóa hữu cơ thì thầy đã giới thiệu cho các em rồi. Nếu như ở trong một hợp chất A nào đó mà khi mà chúng ta tính á, dù hợp chất A người ta yêu cầu khi mà đốt cháy, phương trình đốt cháy thì tạo thành khí CO2. CO2 cộng với nước. Phương trình đốt cháy A cộng oxy ở đây. Đúng không nào? Thì trong cái sản phẩm cháy này này, nó có khả năng cái hợp chất của nó sẽ có carbon này, hydro và oxy. Nếu như ở sau này nó có thêm cái sản phẩm, ví dụ sản phẩm cháy của nó là khí nitơ chẳng hạn, thì trong cái hợp chất A này có khả năng có là có những nguyên tố này, ví dụ thế. Nhưng thông thường là ít khi mà có sản phẩm nitơ này, nó là dẫn xuất rồi thì thầy sẽ nói sau. Nói mà nhiều dàn trải quá chúng ta sẽ không hiểu. Thì thường khối lượng của A nó sẽ bằng khối lượng của O cộng khối lượng của hydro, khối lượng oxy, khối lượng hydro và khối lượng của carbon đó. Thì nếu như nó xảy ra trường hợp như này, thông thường người ta sẽ cho các em khối lượng carbon, cho khối lượng hydro và khối lượng của A. Nếu các em tính ra khối lượng của oxy mà bằng không thì người ta kết luận là cái hợp chất A này nó chỉ có hai nguyên tố duy nhất, đó chính là carbon với lại hydro, và chúng ta gọi công thức của nó là CXHI, được không nào. Còn nếu như người ta tính ra khối lượng của oxy mà khác số 0, nghĩa là một cái số nào đó khác số 0, thì chúng ta kết luận A này nó sẽ là gì? Trong hợp chất A này có carbon, hydro và oxy, và cái công thức tổng quát của nó ta gọi đó là CXHIOZ, được không nào? Đó, các em hiểu không? Về cái phương trình đốt cháy này chúng ta phải nắm này, CXHI cộng ở đây oxy chúng ta chừa ra, đây là CO2 cộng với nước. Thầy chỉ em lại cách cân bằng của phương trình này trước. Ở đây carbon là x, ở đây là x mà đây là 1, chứng tỏ đây thiếu x, được chưa nào. Ở đây y mà đây là số 2, chứng tỏ mất số 2 này chúng ta phải là y trên mấy, y trên 2. Thì chỗ oxy ở đây em thấy 2x này, ở đây có số 2, chứng tỏ đây là thiếu x. Ở đây y trên 2 mà đây là số 1, 1 nhân cho y trên 2 thì vẫn là y trên 2, mà đây có số 2, chứng tỏ đây phải là cộng gì, y trên 4, được không? Đó. Còn đối với cái thằng là CXHIOZ, đúng không, chúng ta cộng với oxy, ở đây ra CO2 cộng với nước, được không nào. Thì giờ chúng ta cân bằng cái hệ số phương trình này. Ở đây x thì chỗ đây cũng sẽ là gì? Là x. Hydro y thì chỗ đây cũng là y trên gì? Y trên 2. Thì cái đoạn CXHI này thì giống ở trên đây, thì nó sẽ là gì? X cộng y trên 4. Nhưng ở đây các em thấy này, chỗ này có z này. Các em thấy chỗ này có z không? Chỗ này có z mà chỗ này có số 2. Muốn mất z ở đây để cân bằng thì chúng ta phải trừ ra z trên mấy? Z trên 2. Được không nào? Trừ cho z trên 2. Đó chính là cái hệ số của phương trình này. Ok, hiểu chưa nào. Thì hai phương trình đốt cháy này nó rất là cơ bản và quan trọng, chúng ta cần phải nắm. Rồi, ok, tiếp tục. Bây giờ này, tới lượt các công thức.
Ta thiết lập công thức phân tử của cái hợp chất A có dạng CXHIOZNT. Cách 1 này, nhớ không thầy công thức này nhá. M lớn của A trên cho M của hợp chất hữu cơ. Carbon ta là mấy? Là 12, như vậy người ta lấy 12X chia cho khối lượng carbon Y. Cái công thức này rất hay sử dụng nghe, cách 1 này. Nếu cách 2 mà người ta cho về phần trăm á, thì người ta lấy khối lượng của A trên cho 100 thì bằng 12X chia phần trăm carbon Y. Nitơ là 14 này, oxy 16 này, hydro 1, đáng này chỗ đây là 1 này. Cách 3. Qua công thức thực nghiệm này. Thông thường á, ở cái chỗ này người ta lập tỷ lệ này. Ví dụ thầy lấy ví dụ cái tỷ lệ này. Như là người ta cho thường ví dụ như ra 0,1 chia cho 0,6 chia 0,2 chia 0,1 chẳng hạn. Thì từ này chúng ta đưa về số nguyên em. Khi đó chúng ta chỉ chia tất cả ở đây cho 0,1 thì ra được là 1,6,2,1. Thì khi đó cái công thức nguyên, cái này gọi là công thức nguyên này. Công thức nguyên nghĩa là gì? Nghĩa là ở đây nó chưa phải là công thức tổng quát chính của nó, mà nó ra là vậy. C1, đáng lẽ thì ghi chỗ 1 chỗ đây, nhưng mà số 1 này chúng ta ngầm hiểu CH6O2N, ví dụ thế. Nguyên nghĩa là có N ở đây. Và thông thường người ta sẽ cho cái khối lượng mol của, ở đây là A đúng không? Người ta sẽ cho khối lượng mol của A của công thức nguyên này, ví dụ bằng là 300 chẳng hạn. Khi đó chúng ta sẽ tính ra được N từ từ cái này này. 300 này thì chúng ta là gì? 12 x 1 cộng 6, 6 x 1 cộng 12 cộng 16 x 2 cộng 14 x 1, sau đó bằng 300, chúng ta suy ra được N bằng bao nhiêu. N bằng bao nhiêu chúng ta thế vào chỗ đây thì chúng ta sẽ ra được công thức của A, công thức phân tử. Chứ tại vì có một số bài nó ra công thức nguyên chúng ta lóng quấn chúng ta không biết như nào, và chắc chắn người ta sẽ cho cái em khối lượng mol. Nếu người ta không cho khối lượng mol thì bắt buộc người ta phải lập bảng, phải lập bảng. Và đây là A, ta lập bảng cho đây là 1, đây 2, đây 3, tương ứng ở đây thông thường như vậy. Nhưng mà đa số người ta sẽ cho khối lượng mol trước các em nha, tùy theo dạng em. Cái cách 4 thì phương pháp thể tích phản ứng cháy thì nãy thầy công bằng rồi. Và trong đó cái hai công thức, ba công thức này rất hay áp dụng, ta lưu ý nha. 1, 2, 3, nếu cho phần trăm thì chúng ta áp dụng cái này, cho khối lượng của từng cái nguyên tử thì chúng ta áp dụng công thức này. Nếu như mà cho chúng ta nghĩa là từ ở cách 1 và cách 3, ở cách 1 và cách 3 chúng ta đều áp dụng được. Nếu ở cách 1 á, chúng ta phải bắt buộc phải biết được khối lượng của A và khối lượng mol thì biết rồi, và khối lượng của A thì chúng ta sẽ áp dụng theo cách 1. Còn thầy thấy cái cách 3 này cũng rất là hay áp dụng này. Chỉ biết được khối lượng của carbon, hydro, oxy, nitơ thì chúng ta sẽ tìm ra công thức nguyên ha. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được N. Đấy, được chưa nào? Tiếp tục tìm qua công thức đơn giản. Bước 1 là phân tích nguyên tố. Dùng định lực bảo toàn nguyên tố khối lượng cộng oxy bảo toàn này. Rồi. Nha. Bảo toàn đây. Thì thầy cũng đã nói hồi nãy cho các em thấy công thức này rồi đúng chưa nào? Nghĩa là từ số mol của carbon bằng số mol của CO2 suy ra khối lượng của carbon. Số mol hydro lấy 2 nhân số mol của nước. Số mol của nitơ, được chưa? Ra khối lượng nitơ. Để tính khối lượng oxy người ta lấy trừ ra. Đó. Số mol oxy đây. Rồi. Tỷ lệ. Đây là định luật bảo toàn khối lượng này các em, định luật bảo toàn khối lượng. Mấy cái này rất là hay em nha. Chúng ta cần phải ghi chép một cách đầy đủ để chúng ta nắm. Đây là muối kép ngậm nước này. Đây là COS4 không màu này. Đó. Cộng với 5 phân tử nước và tạo thành nên màu xanh này. Đây là một muối kép ngậm nước. Rồi. Bước 2 đó chính là thiết lập công thức đơn giản. Thì cái này chúng thầy cũng đã nói với em rồi này. Nghĩa là chúng ta phải có cái khối lượng mol của hợp chất A thì chúng ta sẽ tìm được. Được chưa nào? Đó, chúng ta ghi. Thầy để này chúng ta bấm ghi chép vô nha. Bấm dừng lại. Đây những tài liệu rất quan trọng mà thầy muốn truyền đạt đến em. Phải có công thức, có cái phương pháp trước rồi mới làm được.
đùng đùng đưa vào bài toán mà không biết làm thì cũng như không, nó lại mất thời gian nữa. Khi mà người ta hiểu được bản chất và đã có công thức rồi thì cái việc áp dụng vào làm toán thì rất là dễ. Yên tâm đi, thầy sẽ cho một loạt bài tập để chúng ta làm và vận dụng nha. Tiếp tục em. Rồi, một cách mà để đi tìm cái phần công thức nữa, thông thường người ta dựa vào tỷ khối hơi, nghĩa là D của A trên B ở trong công thức vô cơ. Hôm trước thầy đã chỉ em bằng khối lượng M lớn của A trên khối lượng M lớn của B, hoặc là khối lượng A trên không khí thì bằng M lớn của A chia cho máy 29 này. Thì người ta sẽ cho, ví dụ để đi tìm thằng này bằng bao nhiêu đó, thì người ta sẽ cho thằng này và cho thằng này. Từ đây chúng ta suy ra M lớn của A này sẽ bằng là D của A trên B nhân cho khối lượng mol của B. Đó, các em hiểu chưa nào? Có nhiều cái cách lắm em, nhưng mà chúng ta học chúng ta phải vận dụng cách linh hoạt các công thức thì chúng ta mới tìm được nha. Hoặc là chúng ta có thể dựa vào công thức này, nếu chúng ta biết được khối lượng chất tan mà số mol của nó, chúng ta tính được khối lượng của A. Ví dụ ở đây là 5,6, ví dụ như để tính A là kết luận là cái gì, như vậy khối lượng mol của A, khi thầy cho khối lượng của A và số mol của A này bằng 5,6 chia 0,1 như là thì bằng 5,6, thì thầy kết luận đây A chính là sắt. Ví dụ thế, đơn giản thế. Cái này thường rơi vào chương trình lớp 8 mà chúng ta được học về khối lượng mol, đúng không nào? Dựa vào hiệu quả định luật Avogadro, được chưa? Hoặc là dựa vào phương trình Mendeleev. Mendeleev ở đây là B là gì? Áp suất này, V thể tích, N là số mol, R đó chính là một hàng số, T đó chính là nhiệt độ. Thì cái này thầy cũng đã hướng dẫn em ở trong cái công thức rồi. Như vậy số mol thì sẽ bằng B nhân V chia cho R nhân T. T ở đây, nhớ T ở đây á, T ở đây sẽ bằng là 273 cộng cho nhiệt độ C nha. Còn R là một hàng số thì bằng 0,082. Nhớ giùm để chúng ta áp dụng cái định luật Mendeleev. Được chưa? Ok. Rồi, dựa vào cái hệ quả định luật Avogadro các em, khi đề cho này thể tích không, rồi ra luôn biên luận để tìm N này nguyên. Rồi cái này chúng ta ghi chép vào nha. Gần như là toàn bộ những cái mà để đi tìm công thức phân tử của một hợp chất vô cơ và hữu cơ thầy đã trình bày ở trên cái phần tài liệu này rồi. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc. Trong clip ở tiếp theo ở tập 19 thì thầy chuyển sang làm các cái dạng bài tập thường gặp ở hóa vô cơ trước, sau đó chuyển sang hóa hữu cơ cho các em. Một cái series của nó thì nó rất là nhiều tập các em để mà vận dụng, được chưa nào? Mỗi loại thì thầy sẽ ấy một cái chuyên đề để chúng ta làm. Ok, được chưa nào? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Chúc em học tốt. Bye bye.